Nhân kỷ niệm 34 năm Ngày Biên phòng Toàn dân, mùng 3 tháng 3 năm 1989, mùng 3 tháng 3 năm 2023, 64 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng, mùng 3 tháng 3 năm 1959, mùng 3 tháng 3 năm 2023. Chiều ngày 26 tháng 2, Ủy ban Nhân dân xã Thuận An tổ chức Ngày hội Biên phòng Toàn dân năm 2023 và sơ kết một năm thực hiện chỉ thị số 01 ngày 9 tháng 1 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Những năm qua, bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh Đắk Nông và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Nông, Ủy ban Nhân dân xã Thuận An đã phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu Thuận An triển khai thực hiện có hiệu quả Ngày Biên phòng Toàn dân và chỉ thị số 01 ngày 9 tháng 1 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, tạo sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia gắn với việc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Trong đó, hai bên đã phối hợp thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ nhân dân với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, toàn diện, tập trung củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế văn hóa xã hội khu vực biên giới, xây dựng đồn biên phòng, các đơn vị lực lượng vũ trang ở biên giới vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, quốc phòng an ninh đối ngoại ngày càng được củng cố và tăng cường. Nhân dân trên địa bàn an tâm sản xuất, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước mà địa phương cũng như đồn biên phòng phát động, triển khai góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Năm 2022, phát huy sức mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Thuận An thường xuyên phối hợp với chính quyền và nhân dân địa phương tổ chức tuần tra biên giới, bắt giữ, xử lý các đối tượng vi phạm. Trong năm, đã xử lý vi phạm hành chính 20 vụ với 20 đối tượng, số tiền phạt 45 triệu đồng, chuyển cấp trên 2 vụ. Đồn biên phòng cửa khẩu Thuận An khởi tố một vụ trên một đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ bàn giao 4 vụ trên 5 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và xuất nhập cảnh trái phép.